Xin chào mọi người Em thủy lên cho mọi người cây Quýt nhá <laughs> <laughs> Chanh cam quýt Hàng Tết năm 2025 Mà các bạn có thể chơi được luôn từ bây giờ đi Chứ cũng không hẳn là phải chờ đến Tết Mới mua đâu Hàng cực kỳ đẹp luôn Tầm này mà em quay cho mọi người ấy, Thì mọi người nhìn nó vẫn chưa thấy đẹp mắt vì tất cả màu lá và màu quả là nó lẫn lộn vào với nhau. Cây này là quýt chu sa nhá, quýt cổ. <laughs> Bác nào mà mình chuẩn bị về nhà mới, mình cần một vài cái cây để setup biệt thự sân vườn ấy, mình trồng mình chơi từ bây giờ luôn cũng được. Cây quýt này thì nó rất là hay, các bạn chơi thì chơi nó hay hơn là chơi cái hàng bưởi ở điểm là mọi người mua về chơi hết Tết thì uh, qua Tết mọi người cần cắt tỉa đi, xong là mọi người bón phân lại thì nó cây nó lại ra hoa ra trái tiếp nhá. Đây là quýt này. Quýt chu sa đây là quýt quýt chu sa nhá cây nào thì cũng rất là sai quả cây nào cũng rất là sai quả nhá đây một cây thì rất là to anh Tuấn là đứng sau cây đây quay quảng cáo cho mọi người cho mọi người xem trước đây cây ở ngoài kia nó xanh luôn đây một cây nhá quay sát vào cho mọi người xem là chùm quả này Chùm quả này Đấy rất là đẹp này, Cái đầu này. Đây cây đầu này nhỉ Cây đầu bác nào mà mua là chốt cây đầu nó cho em này Cây <laughs> này, này to đẹp này Đây Cực kỳ đẹp luôn Cây đẹp, cây này to to, to hơn cỡ cây năm ngoái đấy Trồng trong chậu tròn nhá Đấy, tán rất là to đẹp luôn Bác nào quan tâm cây này thì IB uh, số điện thoại em là 969162214 nhá Tán to dày limit luôn Trồng trong chậu sen Cây này nếu mà mà nếu mà mua vào dịp cuối năm mà uốn thành uh, thành cái lục bình ấy thì cây này nó khoảng tầm 15 triệu. 15 triệu anh nhỉ? À? cuối năm muốn đình nục bình ấy, vay tầm 15 triệu đấy, 10 đến 15 triệu. Phải hơn, hơn thế. Nhưng mà bây, bây giờ mà mọi người mua từ bây giờ ấy, là hàng rông, hàng rông, hàng hàng rông dài ấy thì nó sẽ được nó sẽ được giá rẻ hơn. <laughs> có cây vip này này. Có cây vip này là hơn 20 triệu này. Cái này là mình thích này. Cho đứng sau đi cái này là cái, cái đẹp này cái này cái vip này dáng dấp cực kỳ đẹp luôn cây này nhá nếu mà khi khi mà khi mà bán cho mọi người ấy, thì còn uốn thành tán xong uốn cho thợ vít tán thành cái cái như kiểu cái ô ấy thì thì mới giao cây chứ không phải là giao cái cây nó nó như này đâu nhá chứ không đây là đang đang là hàng rông hàng dài đấy còn đến khi mà giao cho mọi người là không phải để rông như này đâu mà sẽ để thành sẽ uốn cho thợ đến uốn tán hẳn hoi uốn đẹp luôn làm thành tán đẹp luôn ấy thì bắt đầu mới giao cái này giá cho mọi người là 25 triệu nhá Giá 25 triệu Đây Quả chi chít nhá Cây nào cũng là sai quả chứ không phải là cây uh, ít quả đâu nhá Cây nào nó cũng sai quả nên bởi vì bây giờ Bây giờ thì là cái quả Cái quả và cái ná của thời điểm này Là nó đang lẫn vào nhau Quả nó chưa chín không Đây là quýt cổ chu sa nhá mọi người nhá đây là cây Quyết cổ chu sa Cây này thì nó có ưu điểm hơn là sau mọi người chơi cây bưởi nào Cây bưởi cũng cùng cái cỡ cây này thì nó cũng tầm 25 30 triệu một cây nhưng mà cây bưởi các bạn thường là thì chơi được một vụ thôi. Sau là đến vụ sau thì các bạn phải dưỡng lại ít nhất 2 năm các bạn hạ thổ đất thì nó mới lại ra được quả cơ. Còn cây này thì các bạn chơi thêm các bạn cứ thế cắt tỉa đi là sang năm nó lại ra được quả mà các bạn bắt quả rất là dễ dàng nha mọi người nhá. Cây này là 25 triệu ạ. Cây này là cây 25 triệu. Anh Tuấn đứng đằng sau cây lại được một lần nữa đi cho mọi người ngắm. Cây rất là to, đẹp Đây Đây nha, cây cực kỳ to luôn, đẹp luôn này Cây này trồng trong cái bể này là bể 1m2 x 1m2 Cái bể của em đã là học khoảng 2 triệu một cái bể này rồi Bể vuông 1m2 x 1m2 nhá Đấy Cây cao khoảng tầm 4m Cả chậu Khi mà giao cho mọi người, mọi người yên tâm là Bọn em sẽ gọi thợ về và uốn tán Đẹp cho nó nổi hết cả quả lên cái quả cái quả quả cam này khi bọn em uốn tán nó sẽ để cho nổi hết cả quả lên 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 trên mặt đấy làm cho cái quả nó tôn cái quả lên nha mọi người nhá. bác nào đang xét đất biệt thự sân vườn mình cần tìm một cái vài cái cây mình chơi được quanh năm ấy Chứ quanh năm chơi năm nay và chơi được nhiều năm sau ấy thì các bác có thể chơi cái cây này nó rất là dễ đậu quả mọi người chơi hết một nửa quả mọi người chơi hết tết năm nay thì mọi người mọi người uh, chơi từ bây giờ đến tết nhá chơi hết tết thì bắt đầu mọi người cắt tỉa đi và bắt hoa. Một cách để kích cho cây nó nhanh ra hoa đó là các bạn tưới thật đẫm vào cây xong các bạn để khô 2 ngày. Xong các bạn lại tưới thật đẫm các bạn để khô 2 ngày các bạn làm đi làm lại như thế khoảng 3 lần là cây nó sẽ ra rất là nhiều hoa. Còn đây là cái quả của nó nó quả non nhá, quả non nó chỉ bằng cái ngón tay thôi nhưng mà quả mà khi mà quả nó to ấy, khi quả nó to nó chín nó vàng ươm lên thì cái quả nó phải bằng cái lắm tay của em này, bằng cái lắm tay này của em luôn. Khi quả nó chín nó sẽ bằng cái lắm tay nhá, quả nó rất là to. Đây là quýt cổ chu sa nhá, nó không phải là cây quất đâu nhá. Không phải quất cũng không phải chanh. Quýt cổ chu sa khi quả nó to nó sẽ bằng cái lắm tay Nhưng mà đây là quả lon, quả này là chơi tết nhá Chuẩn tết luôn đấy ạ Cây này cực kỳ đẹp đấy Em rất là thích cây này Cây này khi các bạn mua là là sẽ uốn thành cái lọng cho mọi người đấy Uốn thành hình tán đẹp Đây là cây quýt cổ chu sa nhá Ngoài quýt cổ chu sa thì em ở đây em còn một cây chanh này Cây chanh sang bên kia đi Cây chanh ở bên kia có hai cây đẹp Sang bên này có hai cây chanh nhé mọi người nhé Cây chanh hàng phân khúc bình dân Giá cực kỳ bình dân luôn Nếu bác nào mua Thì là IP ngay cho em Con gà cũng các lá chanh đây Bác nào mà muốn trồng một cái cây mà Cũng hoa quả quanh năm mà vừa làm cảnh vừa lấy lá chanh để ăn thịt gà một quả chanh pha nước chấm nó hoa quả quanh năm cứ hết lứa hoa này để kế tiếp lứa quả khác một cách để các bạn bắt quả đấy các bắt quả đấy như em hướng dẫn đấy là các bạn cứ tưới khô tưới đẫm không để khô tưới đẫm để khô làm đi làm lại làm đi làm lại khoảng 3 đến 4 lần là cây nó sẽ ra rất là nhiều hoa cây chanh này thì sai limit này em quay sát này đấy quay sát quả này cây chanh này thì nó sai limit như này luôn đấy các bạn thấy không cực kỳ sai luôn này Đấy, sai dã man luôn Và giá của cây này, cây chanh này nó cực kỳ hợp lý Giá rất là hợp lý nhá Giá chỉ bao nhiêu tiền Giá trong cái like ngày hôm nay nhá Giá cũ của nó là 10 triệu Nhưng trong cái like ngày hôm nay em bán chỉ 9 triệu thôi Quá rẻ luôn Này, đẹp chưa Đấy Giá lên xe tại vườn cho mọi người là 9 triệu cây chanh này nhá Cây to, trồng trong bể này là bể 1m1 nhá các bạn nhá Bể này là bể 1m1, bể vuông Đúng rồi, cái này cây ghép, cây chanh tứ quý ghép trên gốc của cây bưởi nhá Nó ghép nhưng mà chơi được vĩnh viễn luôn Bởi vì cái mắt ghép của nó đã rất là khỏe rồi Đây này, đây là cái mắt ghép này rất là khỏe Đây là cái gốc này này Gốc bưởi nó có ghép, nó ghép cùng họ đấy mọi người nhá Chanh ghép trên gốc bưởi, một cái gốc bưởi phôi này bọn em mua về tầm 3 đến 4 triệu rồi sau bắt đầu tiến hành ghép mắt chanh xả bưởi đi để ghép thành mắt chanh nuôi ở dưới đất Cho khi tán chanh nó dày, bắt đầu bọn em mới lên trên chậu như này và nuôi tiếp trên chậu và bắt quả cho mọi người Giá giá cây này Cây chanh này là chanh tứ quý ghép gốc bưởi nhá Cây này em bán giá lên xe tại vườn cho mọi người chỉ 9 triệu đồng nhá 9 triệu về 5 đồng Đây các bạn, các bác nhìn này Quả wow, nó sai như bệ này luôn này Rất là sai Quả wow, lại là cây này là các bạn chơi từ bây giờ đến Tết luôn Khi đến Tết là quả nó sẽ to như cái lắm tay của em ý đến tết là quả nó sẽ to hơn như này thế này rất là nhiều nhưng mà quả nó chín và màu khi chín nó sẽ quả nó sẽ vỏ của nó sẽ là màu vàng nha mọi người nhá khi chín nó quả của nó vỏ vỏ của quả của nó sẽ là màu vàng đây là chanh tứ quý nên là ra hoa ra quả quanh năm lá ăn được lá là ăn được thịt gà nhá chơi cái này cây chanh tứ quý là chơi hay nhất trong tất cả các dòng họ họ hàng nhà cam bưởi quýt đấy là chanh chơi chanh này em thấy là hay nhất luôn chơi chanh là dễ trồng dễ chăm sóc nhất luôn đấy một cái cây này giá chỉ 9 triệu đồng thôi, quá rẻ luôn. Đây này, còn một cây này nữa này. Đây này, sai chưa? Đấy các bác thấy sai chưa? Các bác xem nay thả tim thả like cho em, cho em xin một tim một like với. Đây. Là cây tiếp theo, em có hai cái chanh đẹp nhá. Hai cái chanh đẹp to, cỡ cỡ rồi dáng dấp nó na lá nhau. Bác là mua mình trồng hai bên đi. Mua mình trồng hai bên. Hai cái chanh đẹp nó cũng na lá cỡ nhau này. Rất là đẹp luôn này. Đấy, rất là đẹp. Chanh tứ quý này. Đẹp chưa? Chanh tứ quý ghép gốc bưởi nhá. Lá chanh rất là thơm, lá chanh ăn được thịt gà nhá. Đây, quả đây. Sai chóc luôn. Các bạn chơi hết, các bạn cứ yên tâm là các bạn chơi cái cây này từ bây giờ đến Tết đến Tết khi quả nó vàng thì cây nó lại sẽ ra tiếp một lứa hoa nữa. Từ bây giờ đến Tết là ra rất là nhiều lứa hoa. Chứ nó không phải là một lứa quả này đơn thuần không là là chơi là xong đâu. Từ bây giờ đến Tết là nó sẽ ra rất là nhiều lứa hoa tiếp để kế cận vào cái 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 lứa quả này. Cứ hết lứa hoa này là kế tiếp một lứa hoa khác nha các bạn nhá. Hai cái chanh này em bán đồng giá là 9 triệu một cây. Ai ưng nhá. Ai ưng thì inbox vào số điện thoại em Thủy là 0969 162 214 giúp em nhé 0969162214 Đây là tranh tứ quý nhá Đây là cái quýt này Đấy, cái quýt này Đây là cái quýt to nhá Còn ngoài tranh ra thì bên nhà em còn quýt, còn bưởi nữa cơ Bưởi thì uh, không biết tầm này các bạn đã mua chưa Đây, bưởi đây Bưởi thì tạm thời là em vẫn chưa xuất lẻ đâu Bưởi thì thường là tầm này là sẽ xuất theo luống Chưa xuất lẻ Bưởi mà xuất lẻ thì đến dịp cuối năm Mới mới xuất lẻ bưởi Còn tầm này thì quýt kiếp là em có thể xuất lẻ cho mọi người rồi Quýt mới tranh Đây cái quýt này đẹp này To chưa To tướng luôn Đây Thán của nó tầm hai mét rưỡi Cao cây khoảng tầm 3 mét Đẹp xuất sắc luôn Đây Quả đây Đây không phải là cây cam nhá Cũng không phải cây chanh nhá Em phải quay sát cho các bạn cho các bác nhìn này Đấy quay sát và cho các bác nhìn nhá Đây là cây quýt cổ chu sa nhá Quýt cổ chu sa Trồng trong cái bể sen này là bể một mét một mét mốt đấy Bể to đấy nhá Cây này về mọi người về trồng nhà bác là biệt thự để hai cây này hai bên này nhìn quá xuất sắc luôn. Mình thích về mình uốn tán thành cái, cái dáng mình thích nữa. Các bác mua cái hàng rông này về các bác tự uốn tán theo cái dáng mình thích hoặc các bác chơi hàng rông như này không nó cũng đẹp. Bác nào mà thích thì uốn rồng uốn phượng gì thì nó uốn được. Cây này là bọn em là là đến cuối năm thì uốn thành lục bình ấy. Uốn thành lục bình đã bán tầm khoảng 15 triệu một cái cây lục bình này, một cái lục bình tùy cái lục bình to nhỏ giá lục bình cũng khoảng tầm sấp xỉ tầm 15 triệu nhưng mà tầm này nếu các bác mua thì giá nó rất là rẻ xong về mình tự thuê thợ mình uốn lục bình đi đấy thì được uh, giá nó rẻ hơn như các cây này nha, nếu mà uốn thành uh, uốn thành cái trái tim ấy cuối năm ngoái bọn em bán đều tầm đều tầm 20 triệu một cái mà uốn thành uh, lục bình này bây giờ uốn thành con rồng ấy. nếu mà uốn năm ngoái đã uốn thành con rồng bán đều 50 mươi sáu triệu một 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 cái tác phẩm đấy nó tùy theo giá trị của tác phẩm ấy còn bây giờ đang là hàng rông thì sẽ bán là bán theo giá của hàng hàng phôi hàng hàng rông dài ấy thì giá nó rẻ ạ còn nếu mà khi mình uốn thành các, các các tác phẩm rồi thì nó lại giá trị theo tác phẩm theo độ đẹp ấy lúc đấy là bán giá trị của sản phẩm thôi chứ nó không phải là bán bán cây thô nữa rất là sai quả nhá bác nào quan tâm thì ib số điện thoại em là 0969162214 nhá